chuẩn bị phất cờ nhá. Nước qua bên này chứ. Này bé quá, cầm cái to đi cơ. Điện thoại ạ? Này nó cái của chị nó còn camera nó còn mười mấy chấm đúng không? Cái này có 5 chấm rồi. Vâng. Cái của chị mười mấy chấm nhìn nét hơn. Ô. Có chạy lên bờ không? Vào camera ảnh. Vâng, vào camera. Tôi chỉ để nghiêng cái biểu tượng camera máy quay phim bấm lần nữa. À cái này nó vẫn tự đẩy dạ ra cái gì? Cẩn thận lại tung cái bể nước. Nhấc chân sau ra để nhanh nhả cái dạ đi. Đây là cái này nếu mà mình phạt được cái cỏ à cái gốc dạ đi là đẹp. Cầm soi đây em ấy ơi. Đổi cái chân này là nhàn ngay. Nó làm mất kín. Cũng mất là đưa cho tao.
ruộng quá cứng, ngồi ruộng cát. Quấn lại như quấn nhưng mà nó tự nhảy ra hết, tuột ra hết, quấn vào cái bánh buồng đi hết. Cái này được phát được cái dạ đi thì tốt. Ni kẹt rồi. Có máy phải, quay làm phát về. Phát về được. Phát đi xong là phát đi, mình đốt đi. Đốt đi rồi, cái này dơm nhiều quá. Đi gà, nó gà nhiều. Đi có mấy cái giá hàng ở đây đi không phải chịu đi. Mấy ảnh. Lên đi. Lên đi. Có video bây giờ. Quay video nhá. Bấm vào video bây giờ, máy ảnh không biết video nè.